Miễn sao là thương anh là về ở nhà, còn công việc bên ngoài anh lo, chỉ lo bên trong nhà ha. Đúng. Rồi, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý Rồi. vị và các bạn thân mến. Mảnh ghép yêu thương chào anh. Thành kính chào khán giả. Rồi, bây giờ anh có thể cho quý vị khán giả biết tên cũng như tuổi của mình ha. Tên Thanh, 56 tuổi. Cái gì Thanh anh? Huỳnh Văn Thanh. Huỳnh Văn Thanh, 56 tuổi. Sinh 1967. 56 1967, tuổi. 56 tuổi. À. Anh Thanh đến từ đâu anh Thanh? Ở Nhật Chánh, xã Nhật Chánh. Xã Nhật Chánh, Nhật Chánh Bến Lức mình ha. Bến Lức. Quê mình luôn hả anh Thanh? Quê gốc đó luôn. Hiện nay là nhà mình luôn. Nhà đó luôn. Công việc của anh Thanh, thấy anh Thanh bận đồ này chắc bảo vệ hả? Bảo vệ thời gian nghỉ rồi, giờ làm tài xế xe ôm. Tài xế xe ôm. Hai môn. Rồi. Với công việc tài xế xe ôm mình, cuộc sống nó ổn không anh Thanh? Thì ổn. Ngày cũng sống được. Ổn Một định. ngày trung bình mình kiếm được 200-300 ngàn không? Cũng cỡ đó, giá đó. Thì bình quân thì cũng được 200 thì bèo đó, cả giá đó. 200 rồi trừ xăng cộ chưa? Xong rồi. Xong rồi đó, ha. Ăn uống luôn hả? 200 thì mà anh có nhà nữa thì cuộc sống nó ổn ha. Cũng ổn. Hiện nay tình trạng hôn nhân của mình sao anh? Nhân thì thời sau năm 2000 thì gặp vợ thì ở khoảng 8 năm, 2008 là chia tay, không có kết hôn, là cũng như là quen biết rồi ở với nhau thôi, không có làm giấy kết hôn gì hết. Cũng chia tay thời gian là 2010 thì chia tay tới nay. Chia tay năm 2010 là không có giấy kết hôn. Không, Cái lúc đó là hai anh chị tự đến ở với nhau. tự tạo nhau, Rồi khi chia tay có người con nào không? không có con, Không có con luôn. vì thời gian lớn tuổi rồi, bốn mấy rồi, thì thời gian nó giờ 56 rồi. Rồi mười mấy năm nay là anh có quen được người nào nữa không? Đâu có quen ai đâu, tối ngày chạy xe lo công việc không. Rồi từ đó tới nay là anh không có con luôn. Không có con, Hiện giờ là độc thân. chỉ độc thân ở nhà đơn côi mình. Nhà đó thì giờ chỉ có, thì đương nhiên chỉ có mình anh rồi, có con đâu. Có mình. Rồi, hôm nay anh Thanh đến với chương trình này, anh Thanh muốn chương trình giúp cho anh cái gì? Thì giúp một người để kết nghĩa ở đời, một sống người với kết nhau. nghĩa ở đời. Anh muốn cái người đó phải như thế nào mới hợp với anh? Người đó phải 50 đổ lại chứ, già sau tới lớn tuổi quá thì sáu mấy hàng sau, năm sau thì 60 sau phục vụ được, ở Năm mươi nhà mấy trả giặt lại giũ này kia cỡ tuổi anh trả lại ha. thì cả giá đó trả lại thôi, chứ đâu hoạt đồng tuổi thôi. Rồi anh muốn ở cái người phụ nữ đó có những cái yếu tố gì anh Thâm? Bà phụ nữ hả? Thì để kết bạn tuổi già thôi. Anh có cần những cái yếu tố gì ở cái người phụ nữ đó không? Đâu cần gì, cần ở đời sống với nhau, Anh không cần gì chia hả? sẻ vợ chồng thôi. Vậy thôi hả? Thì chỉ không có việc làm cũng được luôn. Thì ở nhà tập vụ thôi. Tôi thì tôi sản Chỉ xuất không có đi. nhà cũng được luôn ha. Miễn sao là thương anh là về ở nhà, còn công việc bên ngoài anh lo, chỉ lo bên trong nhà Đúng. ha. Thì anh có cần cái người phụ nữ đó phải son phấn đồ cái này nọ không? Không phải, đừng có, thì mình ăn thua mình kết nghĩa thì thấy hình thấy dạng mới biết chứ. Rồi tới ngày thành công thì mới biết sao. Thí dụ như bây giờ
Anh có phân biệt về vấn đề nghề nghiệp không? Nghề nghiệp thì hai môn, với ngành bảo vệ với ngành... Không phải, ý em hỏi đó, anh có phân biệt là cái chị đó là nghề nghiệp này, nghề nghiệp kia không? Không. Giả sử như bây giờ chị bán vé số hay là chị đi làm phụ hồ gì đó có thể được không? Không, chị về tập vụ nhà không ạ. À. Ý dạ, em hỏi đó là cái chị đó đó, thí dụ như bây giờ hiện thời chị đó có thể là đi bán vé số hoặc là đi phụ hồ, anh có đồng ý không? Không. Không chịu hả? Không. Vậy anh chịu cái người như thế nào? Thì thí dụ giờ bà có về, bà làm người đó có làm hầu là làm các môn gì thì cắt đứt rồi về về phục vụ gia đình tôi thôi. Còn tôi lo phục vụ gia đình là sao anh? Là thí dụ giặt giũ, nấu cơm, nấu nước này kia, các cái vân vân. Mình đi kiếm tình yêu hay là mình đi kiếm người về làm phụ nhà, cho việc nhà cho kiếm mình? Kiếm tình yêu chứ... Kiếm tình yêu thì mình kiếm như thế nào chứ, kiếm về giặt giũ, nấu cơm, nấu nước cho chứ mình? Chứ phải sống chung mà vợ chồng phải, phải lo chứ sao mà không lo. Không thì lo sao, thí dụ như chị cũng muốn đi làm giống như anh vậy đó. Sao anh không chịu? Chị thí dụ như chị có thể phụ anh mà. Chị đang công việc phụ hồ thì chị cũng kiếm tiền được để phụ gia đình mình mà. Thì rồi cũng... chị bán vé số cũng là công việc chính đáng mà. Tôi... À, cũng là góp phần... xây dựng hạnh phúc mình mà, tại sao anh không chịu phải bắt ở nhà làm những việc đó? Rồi tôi đi làm rồi ai ở nhà phục vụ đâu? Thì bây giờ anh đang, bây giờ thì hiện thời anh cũng đang đi làm, ai ở nhà phục vụ anh? Thì đó, thì bây giờ anh cứ tự nghĩ đi. Thì hiện thời nè, bây giờ anh đi làm thì ai ở nhà phục vụ anh nè? Có ai không? Thì bây giờ chỉ về với anh thì hai người, không phải là anh bắt người ta ở nhà nội trợ, trừ ra cái chị đó không có việc làm thì chị phải bắt buộc ở nhà nội trợ để cho anh đi làm và đem tiền về rồi hai người sinh sống. Còn bây giờ chị có việc làm, chị đi làm, anh đi làm nữa thì nó nhẹ gánh cho anh nữa, thì về thì chị cũng phải có trách nhiệm, nếu là người vợ thì về thì cũng phải cơm nước giặt giũ lo toan trong nhà, trong gia đình, nhưng mà nó góp thêm một cái phần chính đáng nữa để phụ mình đỡ cực hơn. Thì sao đó cũng được, thì anh sao đó cũng được là sao? Thì thí dụ giờ cái hợp, thí dụ giờ hai chồng cùng cùng sao lao động thì đúng rồi được. Chứ mình anh chạy xe, anh nói anh chạy xe một ngày 200-300 đâu có phải lúc nào nó cũng được như vậy hoài đâu. Thì đúng, có nhiều khi trời mưa bão, nhiều khi anh chạy không được thì về hai vợ chồng lấy gì sống đây? Rồi anh bắt chị ở nhà là chị ngồi chị chờ anh đem gạo về, rồi biết chừng nào anh về. Phải không? Ví dụ như chị cũng có công việc đi bán vé số, ngày bán ít là cũng 100 tờ đi, cũng kiếm được 100 ngàn, chỉ mua gạo, mua thóc gì đó, đồ ăn, rồi chị về thì chị cũng lo công việc nhà vậy. Nói rồi anh chạy xe về, dù có chạy về cũng có người có cơm ăn, có người lo giặt giũ, rồi đem tiền về. Có thì đem về, còn không có thì thôi. Chứ giờ trông vô cái đồng tiền chạy xe ôm của mình á, bây giờ chạy xe ôm bây giờ nói đúng ra nó cũng bấp bênh chứ nó đâu phải ổn định đâu. Anh sống thường thường anh có gia trưởng không? Hả? Anh có gia trưởng không? Thưởng. Có hả? Thưởng. Anh có gia trưởng không? Gia trưởng hả? Anh có gia trưởng không? Trưởng bến á hả? Có nghĩa là cuộc sống của anh có áp đặt cái người phụ nữ hay không? Không. Không áp dụng. Chứ mới đầu vô thấy anh có áp đặt, anh chưa bắt ở nhà, nghỉ làm ở nhà làm nội trợ rồi đó. Thì sống chung phải xây dựng chứ. Thì đúng rồi, ai không biết là sống chung là phải xây dựng, là phải góp gạo thổi cơm. Thì chị cũng có quyền tự do đó chứ, chị cũng phải đi bán rồi về rồi dọn dẹp xong rồi chị cũng phải có đi kiếm tiền nữa chứ. Thời buổi này bắt người ta ở nhà thì chăm chút vô công việc nhà không thì chắc cái đó cũng ít có cái cô nào chịu vậy á. Thì đến giây phút đó giờ tính hả? Tới đó là tính hả? Đến đó giây phút đó thì vừa cổ có muốn xây dựng thêm thì đi làm hỗ trợ bên ngày lao động thì cùng chung xây dựng làm với nhau.
Còn nếu mà ở nhà thì hỗ trợ gì cũng vẫn được. Cái lúc mà anh nói là hai người anh với bà xã ở chung với nhau á, là thôi nhau năm 2014 hả? Không có, 2010. 2010 hả? 13 năm nay rồi. Chị đó hồi đó ở đâu? Hồi đó ở dưới trên cầu Nguyễn Linh á. Giờ anh bây giờ anh có thể, anh Thành, anh có thể cho quý vị khán giả biết chút xíu cái chuyện tế nhị của mình ha, mà vì sao mà hai anh chị không có con, đang sống hạnh phúc vậy mà lại tan vỡ. Thì giờ tôi xin bài khán giả, thì ngày hôm nay thì cũng có chương trình, thì đến để khi gặp vợ thì ở thì cách cỡ khoảng 8 năm. Sau này thì trước hết vợ thì ở nhà lo gia đình trong nhà, thì tôi là tài xế xe ôm, thì ngày cũng làm qua mua bảo vệ, mà giờ hiện giờ thì tài xế xe ôm là chính. Thì trước mắt thì vợ không còn muốn chia tay, tới ngày không còn duyên nợ nữa, thì vợ với chồng chia tay với nhau mà đường ai nấy đi. Thì ngày hôm nay khán giả thì cũng để ra mắt khán giả, để tôi kiếm một người để tương lai sau này ở đời với nhau trọn đời trọn kiếp. Tôi có lời chúc vậy thôi, khán giả vậy. Rồi chương trình tụi em cũng sẽ cố gắng sắp xếp cho anh cái mảnh ghép phù hợp để cùng với anh Thành ha, xây dựng cuộc sống mới để đi hết cái quãng đời còn lại cho nó đỡ buồn. Hiện nay anh sống mình cũng rất buồn đúng không? Thế cũng nhiều khi làm cũng có tiền, nhưng mà đôi lúc mình cũng cảm thấy nó trống vắng, nó cô đơn. Không có mình thì cũng cô đơn lạnh lẽo. Anh có thường đi chơi không? Chắc tối anh có đi chơi không? Ít lắm. Có nhậu không? Nhậu cũng ít. Ngày xưa, cách nay 3 năm là... Anh có chơi các môn cờ bạc gì không? Không. Ít. Ít hả? Số 1, 2 tờ vậy thôi. Có mà ít hả? Chơi gì? Mùi chơi số á. Mùi chơi số hả? Rồi, cái yêu cầu anh chỉ cần tìm cái người phụ nữ như vậy thôi đúng không? Dạ, chỉ đúng về rồi. Phụ anh là dọn dẹp nhà cửa, là chăm sóc nhà để anh đi làm việc, kiếm tiền, xây về. Rồi. Rồi bây giờ anh còn gì để nói nữa không? Thôi vì ngày hôm nay thì có chương trình thôi, Thanh xin chào khán giả. Thôi hả? Lẹ vậy? Thôi ha. Rồi. Vì chương trình cũng cầu chúc cho anh Thanh đạt được như cái sở nguyện của mình ha. Sẽ được một người phụ nữ biết thương yêu gia đình nè. Về nhà chăm lo cơm nước, giặt giũ, quần áo gì đó, lau dọn dẹp nhà cửa. Anh thì có nhà sẵn rồi đúng không? Thì anh ra ngoài anh làm, rồi đem tiền về, dạng như là hai vợ chồng. Thí dụ như chị đó có con được không? Con sợ lớn. Có con anh chịu con không? Con nhỏ cái này được. Lớn quá. Lớn đỡ nuôi. Sử dụng hả? Lớn bắt đầu mình xài được rồi, mình xài được rồi. Phải nhỏ thôi chứ. Đó anh Lợi á, lớn có khoảng mười mấy tuổi được. Không được hả? Nhỏ nhỏ thì được hả? Mười mấy tuổi trường hợp là có vợ nó riêng. Thì gì mới mười mấy tuổi, vợ gì mới 12, 13 tuổi. 13 tuổi thì ở sống chung nhiều nữa, lớn lên trưởng thành rồi. Có sự hỗ trợ mà được không? Hồi tới chuyện nào biết sao nói. Phải nói chứ sự biết sao nói giờ. Rồi thôi vậy đi được rồi. Có chuyện rồi, giờ trước khi kết thúc, hai anh em mình kết thúc chương trình ha. Rồi trước khi kết thúc chương trình, mảnh ghép yêu thương cũng cầu chúc cho quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống.